Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng cùng ngồi xuống. Chào quý học viên hiện diện trong lớp cũng như đang online theo học lớp cao đẳng Phật học đại viện Phật học Bồ Đề Phục Quốc. Đại chúng hôm nay đi học khỏe hết không? Dạ, cảm ơn đại chúng, chúng tôi cũng khỏe. Hôm nay chúng ta học tiết kinh Pháp Hoa phẩm thứ 15 trang 390. Đại chúng lật sách sẵn hết chưa? Dạ rồi. Hôm nay chúng ta học phẩm thứ 15 với tựa đề là Tùng Địa Dũng Xuất. Tùng Địa Dũng Xuất là một cái danh từ thuộc Hán ngữ. Đại chúng nghe danh từ có hiểu được nghĩa không? Dạ hiểu. Hiểu hả? Dạ. Giỏi quá rồi. Tùng Địa Dũng Xuất thì người nào hiểu thì hiểu thêm được rõ hơn. Còn đa số chưa hiểu thì chúng ta tìm hiểu cái danh từ của cái cụm từ Hán ngữ này. Tùng Địa Dũng Xuất. Tùng nghĩa là từ, địa là đất, dũng là mạnh, xuất là ra, tức là từ đó đất mà vọt mạnh ra. Cái phẩm này rất là hay, mình nghe giống như là một câu chuyện, nếu mình hình dung thì giống như là một bộ phim thần thoại. Một bộ phim thần thoại, một câu chuyện thần thoại, nhưng mà rất là thực tế. Và cái nghĩa lý, cái chân lý nó rất là cao và cũng rất là thiết thực trong cuộc sống. Cho nên cái phẩm này rất là hay. Một câu chuyện đó là lúc bấy giờ trong hội Pháp Hoa, Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, thì các vị Bồ Tát rất là đông ở mười phương, rất là đông hiện đang dự ở trong hội kinh Pháp Hoa này, thì đứng dậy ra làm lễ Đức Phật và thưa với Đức Phật, nếu mà bằng lòng thì sau khi Đức Phật diệt độ, các vị Bồ Tát này sẽ ở nơi cõi Ta Bà này, ở nơi cõi Ta Bà này, và sẽ phát tâm thọ trì biên chép, duy trì truyền bá rộng rãi kinh Pháp Hoa này. Thì các vị Bồ Tát phát tâm bạch Đức Phật như vậy, nhưng mà Đức Phật từ chối. Đức Phật nói rằng thôi được rồi, không cần các ông phải thọ trì truyền bá kinh Pháp Hoa ở cõi này, bởi vì ở cõi này rất là nhiều Bồ Tát, vô số Bồ Tát ở cõi này có thể sẽ đảm trách, sẽ thọ trì và duy trì kinh Pháp Hoa này, không cần các ông.
Thì khi vừa nói xong như vậy thì từ dưới đất ở trong đạo tràng Kinh Pháp Hoa, rất là nhiều Bồ Tát vọt từ dưới đất lên một cách rất là mạnh mẽ, vô số. Và khi mà vọt lên khỏi mặt đất như vậy thì trụ chữ hư không và đảnh lễ Đức Phật. Lúc bây giờ thì có tháp của Đức Phật Đa Bảo nữa, cho nên là ra đảnh lễ hai Đức Phật, rồi thì khen Đức Phật, khen ngợi Đức Phật. Mà các vị Bồ Tát này đều là có cái thân hình rất là tốt đẹp, đầy đủ các cái tướng tốt. Thì khi mà các vị Bồ Tát ở từ dưới đất vọt lên như vậy thì Bồ Tát Di Lặc mới thấy ngạc nhiên. Các vị Bồ Tát này từ trước đến giờ mà Bồ Tát Di Lặc từng đi qua cõi này cõi kia mà chưa từng gặp các vị Bồ Tát này, cho nên khởi cái tâm nghi và bạch hỏi Đức Phật, thì các vị Bồ Tát này là đệ tử của ai, ai là đã giáo hóa và đã dạy cái pháp gì, tu tập pháp gì mà đặng thần thông trí tuệ như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng là các vị Bồ Tát này đều là do ta giáo hóa ở tại cõi Ta Bà này. Và Bồ Tát Di Lặc cũng như là nhiều vị Bồ Tát mới phát tâm thì khởi cái tâm nghi ngờ và hỏi Đức Phật vì sao mà Đức Phật là ở cái cõi Ta Bà này chỉ mấy mươi năm mà chúng Bồ Tát lại đông như vậy, cho nên khởi cái tâm nghi. Đó là cái nội dung sơ qua của cái phẩm này. Và cái tâm nghi này thì nó liên quan đến cái phẩm sau, thì Đức Phật mới trả lời. Hôm nay là chúng ta chỉ học những cái đoạn trước là các vị Bồ Tát từ nơi đất vọt lên và cái nghĩa lý là như thế nào, chúng ta tìm hiểu. Bây giờ chúng ta theo dõi kinh văn. Lúc bấy giờ các vị đại Bồ Tát ở cõi nước phương khác đông hơn số cát của tám sông Hằng ở trong đài chúng đứng dậy chắp tay làm lễ mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu bằng lòng cho chúng con lúc sau khi Phật diệt độ ở tại cõi Ta Bà này xuyên tu tinh tấn giữ gìn đọc tụng biên chép cúng dường kinh quyển này, thời chúng con sẽ ở trong cõi đây mà rộng nói đó. Khi đó Phật bảo các chúng đại Bồ Tát: Thiện nam tử, thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao? Vì cõi Ta Bà của ta tự có chúng đại Bồ Tát số đông bằng số cát của sáu muôn sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát có sáu muôn Hằng Hà Sa quyến thuộc. Những người đó có thể sau khi ta diệt độ hộ trì đọc tụng rộng nói kinh này. Bây giờ chúng ta tìm hiểu hai cái đoạn này. Thứ nhất, cái đoạn thứ nhất là nghe qua cái đoạn kinh là chúng ta thấy diễn tả lại là Bồ Tát ở mười phương đông hơn là số cát của tám sông Hằng. Sông Hằng là cái dòng sông ở Ấn Độ, cái dòng sông rất là dài, rất là rộng, mà số cát ở đó thì không có thể nào mà đếm xuể. Mà đây tám sông Hằng nữa thì không có thể nào mà đếm được, phải không? Đức Phật thuyết kinh là thường hay dùng cái từ Hằng Hà Sa Số đó. Tức là Hằng Hà Sa Số là cái số cát sông Hằng, những cái số mà đếm không thể được, những cái số rất nhiều, rất lớn thì đều dùng cái từ Hằng Hà Sa Số hay là số cát sông Hằng. Thì các vị Bồ Tát này ở mười phương đông hơn là số cát của tám sông Hằng, và ra bạch Đức Phật để mà được thọ trì. Nếu mà Đức Phật bằng lòng thì tương lai các ngài sẽ ở cõi Ta Bà này và rộng nói kinh Pháp Hoa. Nhưng mà Đức Phật là từ chối, bởi vì là Đức Phật nói rằng ở cõi này đã có vô số Bồ Tát và các quyến thuộc của các Bồ Tát đó cũng rất đông, cho nên là không cần các ông phải thọ trì truyền bá ở cõi này. Thì cái điều này chúng ta thấy rất là thực tế trong cuộc sống. Trong cuộc sống thì chúng ta biết rằng ở cái cõi này là cõi phàm thánh đồng cư,
chúng ta chỉ có cái nhục nhãn, chúng ta thấy những cái gì có hình sắc là chúng ta thấy được, còn những cái gì mà vô hình là chúng ta không có thấy. Nhưng mà thật ra thì cõi Phật Bồ Tát thì chúng ta thường hay nói là mười phương. Mười phương tức là phương trên, đầu tiên mình tính là bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Rồi phương gì nữa? Thượng hạ là tám. Gì nữa? Ở giữa là trung. Hai mẹ nhà mà hay mời mà đến mà có cái la bàn mà con địa lý là chắc rõ nhà thuộc hướng nào á, Đông, Tây, Nam, Bắc, rồi Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Đúng là mười phương là chúng ta phải hiểu rõ, tức là bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc cộng với bốn cái góc gọi là tứ duy. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc thì gọi là tứ duy, và trên dưới nữa là mười phương. Thì bây giờ Đức Phật từ chối các vị Bồ Tát ở cõi khác, bởi vì là Ngài tự tin ở cõi này cũng có vô số Bồ Tát có thể sẽ thọ trì kinh này. Có thể chúng ta sẽ đọc thêm cái đoạn thứ hai thì nó rõ nghĩa hơn. Lúc Phật nói lời đó, cõi Ta Bà trong tam thiên đại thiên cõi nước đất đều rúng nức, mà ở trong đó có vô lượng nghìn muôn ức đại Bồ Tát đồng thời vọt ra. Các vị Bồ Tát đó thân đều sắc vàng, đủ 32 tướng tốt cùng vô lượng ánh sáng, trước đây đều ở dưới cõi Ta Bà này. Cõi đó trụ dự hư không, các vị Bồ Tát đó nghe tiếng nói của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nên từ dưới mà vọt mà đến. Mỗi vị Bồ Tát đều là bậc đạo thủ trong đại chúng, đều đem theo 6 muôn hằng hà sa quyến thuộc, huống là những vị đem 5 muôn, 4 muôn, 3 muôn, 2 muôn, 1 muôn hằng hà sa quyến thuộc, huống là nhận đến những vị đem 1 hằng hà sa, nửa hằng hà sa, 1 phần hằng hà sa, nhận đến 1 phần trong nghìn muôn ức na do tha phần hằng hà sa quyến thuộc, huống là những vị đem nghìn muôn ức na do tha quyến thuộc, huống là đem muôn ức quyến thuộc, huống là đem nghìn muôn trăm muôn, nhận đến một muôn, huống là đem 1100, nhận đến 10 quyến thuộc, huống là đem 54321 người đệ tử, huống lại là những vị riêng một mình ư hạnh biện ly, số đông vô lượng vô biên dường ấy, tính đếm thí dụ chẳng có thể biết được. Thì khi Đức Phật vừa từ chối cái lời thư thỉnh của các vị Bồ Tát ở các cõi khác và tự khẳng định rằng ở cõi ta này, ở cõi Ta Bà này cũng có vô lượng Bồ Tát sẽ gánh vác thọ trì kinh Pháp Hoa này, thì khi Đức Phật nói vừa dứt lời thì cõi đất rung nứt và vô số Bồ Tát từ dưới đất vọt lên và đều có đủ thân sắc vàng, đều có đủ 32 tướng tốt cùng vô lượng ánh sáng, và khi vọt lên thì trụ dự hư không, và các vị đến thì mỗi vị đều đem rất là nhiều quyến thuộc, có người thì đem 6 muôn quyến thuộc, 5 muôn quyến thuộc, 4 muôn, tức là ít nhất là 1 quyến thuộc, hoặc là ít nữa thì 1 vị Bồ Tát tu cái hành viện ly, thì từ nhiều cho đến ít vị nào cũng đem đến quyến thuộc của mình, hoặc là tự mình đến, số nhiều rất là đông. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là các vị Bồ Tát hay là cũng như chư Phật là ở mười phương, với cái nhục nhãn, với cái phàm nhãn, mắt phàm của chúng ta không thấy được, nhưng mà chung quanh của chúng ta, ở mười phương chung quanh chúng ta đều có chư Phật, chư Bồ Tát. Và khi chúng ta có cái duyên hay là gặp một cái từ trường, một cái sự cảm ứng, thì chư Phật, chư Bồ Tát hay là các
vị hộ pháp thiền thần sẽ hiện đến. Đây là cái điều này, là cái việc thực tế chúng ta có cái niềm tin như vậy. Đây là cái nghĩa, mà đó là cái nghĩa về cái sự, về cái sự thật là như vậy. Và cái nghĩa thứ hai, chúng ta biết là các vị Bồ Tát này cũng chính là trong tâm của chúng ta. Trong tâm của chúng ta có đầy đủ về cái tâm thiện, tâm ác, cái tâm ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh cũng có, mà tâm Bồ Tát, tâm Phật cũng có. Thì khi tu tập đến cái giai đoạn này, đến cái tu tập đến từ cái phẩm thứ 15 mà trở về sau, thì chúng ta thấy là không còn thân văn nữa, mà đa số là Bồ Tát. Mà Bồ Tát thì trong tâm thì toàn là cái thiện tâm, đều là phát cái tâm lợi ích, tức là nhiêu ích hữu tình, đều làm cái lợi ích cho chúng hữu tình. Cho nên thì trong tâm mà của các vị Bồ Tát, cũng như là mỗi chúng ta đây cũng có cái tâm Bồ Tát, thì cái tâm thiện đều luôn ở trong tâm của chúng ta. Ở đây cái tụng địa dụng xuất, địa ở đây cũng là cái đất, về cái địa lý đất mà cái nền mà chúng ta đi cũng là cái đất. Và cái đất, cái nghĩa thứ hai ở đây chúng ta hiểu tức là cái tâm của mình, gọi là cái tâm địa, tức là cái đất tâm của mình. Đất tâm của mình thì tất cả những cái thiện pháp, những cái tâm thiện của chúng ta nó tiềm ẩn ở trong đó mà chúng ta không có thấy được. Nhưng mà nếu mà gặp cái nhân duyên, hay là gặp một cái bậc minh sư, gặp bậc thiện hữu tri thức, gặp một cái hoàn cảnh nào đó, thì cái thiện tâm chúng ta nó sẵn sàng, nó phát tâm ra. Thì cái tâm phát này đó là các cái vị Bồ Tát như là từ dưới đất vọt lên. Nhưng bây giờ chúng ta bình thường, chúng ta không có thấy cái tâm của mình nó thiện hay là nó ác, có Bồ Tát hay là không. Nhưng mà một cái việc mà được, mà cần, mà phải thực hành, ví dụ như là cái việc xây trường, hay là ví dụ như là một cái việc xây chùa, hay là một cái việc từ thiện, là lúc bây giờ tự động mỗi người đều có cái thiện tâm của mình, mình phát tâm ra. Cái việc phát tâm đó là Bồ Tát vọt lên. Như trước giờ chưa quy y, bây giờ mình quy y gọi là phát tâm, thì cái tâm của mình phát lên. Từ trước giờ nó tiềm ẩn ở trong đó, mà mình không có biết là đó là cái thiện tâm của mình hay là cái tâm giác ngộ của mình. Bây giờ gặp có thiện hữu tri thức khuyên mình đi chùa quy y, bây giờ mình phát tâm mình quy y, thì cái tâm mình phát lên đó, tức là cái vị Bồ Tát từ trong cái đất tâm vọt lên. Hay là bây giờ mình nghe ở bên Trung Đông, cái nước Uran, họ đang cái nước mà Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen, phải không, bị động đất. Bây giờ ở đây mình phát cái tâm mình chia sẻ, mình cứu trợ, mình chia sẻ, thì mỗi người tùy theo cái khả năng mình phát cái tâm bố thí chia sẻ, thì cái tâm đó mình phát ra, đó là Bồ Tát trong tâm của mình từ tùng địa dụng xuất phát lên. Thì bất cứ những cái việc làm thiện mà phát lên từ cái tâm của mình, đó là ý nghĩa là tùng địa dụng xuất. Còn khi mà mình phát rồi mà lúc đó mình lại hối hận, mình lại sụt tâm, thì là sao? Bồ Tát thì coi như sụt xuống đất trở lại hả? Đó, thì cái nghĩa tùng địa dụng xuất thì nó có hai như vậy. Tức là Bồ Tát từ bên ngoài thực tế, có những vị Bồ Tát trong đạo tràng Pháp Hoa thì từ dưới đất vọt lên, thì đó là cái nghĩa rất là thực tế. Và vì mắt phàm chúng ta không thấy được, nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thánh ở đó thì họ thấy được. Và cái tùng địa dụng xuất thứ hai là từ nơi cái thiện tâm của chúng ta phát khởi ra. Như là vừa rồi mà tiệc chay gây quỷ ở đây, là mỗi học viên của chúng ta hay là mỗi sư cô đó nè, người phát tâm sẽ người đảo trách một cái món bún, người thì phát tâm là một món gỏi, người phát tâm thì cúng dường nước, người phát tâm thì đảm trách cái việc giữ xe,
người phát tâm là làm cái việc trang trí, rồi người phát tâm là làm việc trai soạn hành đường, người phát tâm là cúng dường tịnh tài, thì những cái đó là cái tâm Bồ Tát của mình, nó phát ra từ cái tâm của mình. Thì đó là cái ý nghĩa tùng địa dụng xuất, là cái ý nghĩa mà cái lý thứ hai mà chúng ta hiểu. Và trong tâm của chúng ta nó đầy đủ tất cả những cái pháp lành. Bởi vì bây giờ thì chúng ta tu tập, cái phiền não nó vẫn còn lẫn lộn, cho nên chúng ta không có thấy được tất cả những cái thiện pháp trong tâm của chúng ta. Khi mà đạt được rồi thì mới thấy được cái tâm chúng ta đầy đủ cái diệu dụng, như là đầy đủ có 32 tướng tốt, rồi đầy đủ cái ánh sáng, tức là cái trí tuệ. Cho nên khi mà ngày ngộ năng, khi mà gặp ngũ tổ hạnh nhẫn mà được khai thị khai thông rồi, thì bây giờ là ngài đã dứt hết tất cả những cái phiền não, cái điên đảo, cái vọng tưởng, và cái tâm của ngài bây giờ như là một cái chai nước lọc, nó trong suốt, nó không còn cái cảnh cấu nữa. Ví dụ bây giờ mình có rung có lắc hay là mình có đổi chiều đổi hướng thì nó cũng không có còn cái cấu bẩn mà nó dấy lên. Còn tâm chúng ta thì bây giờ mới là lóng nước thôi, chứ phải là lọc nước. Nó lóng thì nó nằm như này, để im thì cũng sao, chứ mà ai mà rung một cái là nổi cấu lên. Cho nên là cái giai đoạn mình tu là cái lóng nước khác, đến đạt được cái mục đích cuối cùng rồi, gọi là lọc nước. Lọc tức là không còn cảnh cấu nữa. Thì lục tổ Huệ Năng mới nói rằng là không ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, không ngờ tự tánh vốn không dao động, không ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, không ngờ tự tánh có đủ các pháp, không ngờ tự tánh hay sanh ra thiện mưu pháp, mưu thiện pháp. Thì bây giờ là ngày như là một cái sự mà bất ngờ lên, giống như là mình bây giờ mình được vàng, trước giờ mình thấy cái đẩy vải nó cũ rách, nó sờn, mình tưởng là cái gì ở bên đó đất sạn cái gì mình rất là bình thường. Nhưng mà khi mà mình không ngờ, mà khi mà mình mở cái túi ra, mình phát hiện ra một túi vàng. Ồ, không ngờ là một túi vàng, tức là một cái sự hốt nhiên mà đại ngộ. Cho nên những cái dân từ, cái tháng từ như vậy, không ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, trước giờ tưởng là cái tánh mình là nó lao sao như vậy, cái bây giờ không ngờ là nó thanh tịnh, không ngờ là nó không sanh diệt, rồi không ngờ là nó sanh ra muôn cái pháp lành. Thì cái tánh của chúng ta bên trong, nếu mà chúng ta diệt hết tất cả phiền não, thuần cái tâm thanh tịnh, thì muôn cái pháp lành chứa đựng ở trong tâm của chúng ta đầy đủ, cũng giống như là các vị Bồ Tát từ ở dưới đất mà bây giờ hiện ra. Thì khi mà cái tâm mà nó thanh tịnh rồi, thì bây giờ cái diệu dụng nó phát khởi ra những cái diệu dụng, gọi là cái chân như và cái diệu hữu. Chân như là cái bản thể, và diệu hữu là cái diệu dụng phát ra bên ngoài. Chỉ có khi mà đạt được cái tâm thanh tịnh như vậy, thì trong tâm chúng ta đầy đủ với tất cả. Và sở dĩ như vậy, cho nên là Đức Phật từ chối, không có chấp nhận cái lời mà thỉnh nguyện của các vị Bồ Tát ở bên ngoài, mà tự tin là các vị Bồ Tát ở cõi Ta Bà này có thể làm được cái việc đó. Thì đó là Đức Phật dạy chúng ta cái bài học là mỗi người phải tự tin chính mình. Mình phải tự tin vào cái khả năng của mình trước. Mình là cái nhân, rồi những cái duyên bên ngoài là cái tha lực. Chính mình phải có cái tự lực trước. Và mỗi con người ai cũng có cái khả năng, cái tự lực. Nếu chúng ta tin vào cái khả năng của mình, thì cái sức mạnh của cái tự lực nó rất là phi thường. Thì mỗi người chúng ta ai cũng phải tự lực trước, chứ không phải là mình cái gì mình cũng cầu bên ngoài, mà mình phải hướng về bên mình. Mình phải phát huy cái khả năng tự lực của mình. Và cái điều thứ hai mà mình áp dụng thực tế trong cuộc sống, trong cuộc sống thì thứ nhất là mình phát huy cái khả năng của mình. Mình làm cái gì để hết khả năng rồi thì mình mới hỏi, mới cầu giúp.
chứ không có mỗi chút là mình cứ mình cầu cái sự trợ duyên bên ngoài, thì cuối cùng là mình không biết cái gì, mình lúc nào mình cũng yếu đuối, rồi mình lúc nào mình cũng có cái sự nhờ vả. Cho nên mình phải có cái sự tự lực của mình trước, nhất là trong sự tu tập và đối với gia đình cũng vậy. Thứ hai là mình áp dụng trong cuộc sống, cái thực tế đối với gia đình cũng vậy, những cái người thân, những thành viên trong gia đình của mình cũng phải tự tin vào cái khả năng của họ. Còn nhiều khi mình không có khả, mình không tin vào khả năng của người thân của mình, mà cái gì mình cứ mình cho rằng là người thân của mình là yếu kém, rồi mình lại cứ cầu đi hỏi những cái ý kiến bên ngoài. Thì như vậy thì cái người thân trong gia đình của mình, những thành viên của mình, họ không có phát huy cái khả năng của họ, và không có cái năng lực cùng làm việc trong gia đình. Và cứ mình cầu như vậy thì cái gia đình của mình thì mình không có phát huy được. Có nhiều cái việc rất là thực tế, nhất là những người về nam giới, ở trong này thì ít, nhưng mà nhiều khi online thì không biết có nam giới có nghe không. Nhiều khi là mình có những cái gia đình rất là hạnh phúc, đầy đủ khả năng, có những người vợ cũng hiền lành, rồi giỏi giang, đảm đang việc nhà. Nhưng mà người chồng là không có tin vào người vợ của mình, rồi nhiều khi là vọng tưởng, đứng lúc này trong lúc nọ, rồi thì là tin vào những cái phụ nữ ở bên ngoài, thậm chí là những cái người vợ hàng xóm. Rồi thì như vậy thì mình tin, mình cho rằng như vậy thì vợ mình không bằng. Rồi những cái câu chuyện mà chúng tôi thường hay coi trên YouTube, thỉnh thoảng là cũng lướt web mình cũng coi, cũng giải trí, mà thấy cũng đó là cái bài học cho mình. Có những cái người đàn ông rồi vợ nhà thì đảm đang giỏi giang như vậy, nhưng mà coi thường, rồi thì đi ra bên ngoài thì có những nhân tình, rồi thì cho rằng là tốt, rồi đem về. Như vậy thì cái hạnh phúc gia đình của mình đánh mất cái niềm tin trong gia đình, rồi đưa cái người ngoài về, như vậy thì bắt đầu đánh vỡ cái hạnh phúc gia đình. Ban ngày không biết nấu ăn, trước giờ thì vợ là bưng cơm tới nơi thì gọi là cứ ngồi chơi game, rồi ngồi bấm điện tử không ăn, rồi coi thường. Nhưng mà khi mà đưa nhân tình về thì ban ngày đó là cứ xuống nấu hầu cho cái cô đó ăn, rồi đến ngày thứ năm là hết chịu nổi rồi thì biểu xuống nấu thì không biết nấu. Không biết nấu như vậy thì bây giờ thì lũng củng, thì lần qua tức lại thì đi, rồi bây giờ mới hối hận, muốn kéo người vợ của mình về thì cũng đã muộn. Cho nên là mình phải tin vào khả năng của mình và phát huy khả năng cá nhân của mình, đồng thời trong gia đình của mình, hay là rộng hơn nữa là trong một cái tổ chức, rồi một cái xã hội. Trong một tổ chức của mình cũng vậy, cũng rất là nhiều cái nhân tài mà mình không biết trọng dụng, không biết mà không biết bảo vệ, không biết mà trọng dụng để giữ cái nhân tài đó phục vụ cho mình. Rồi mình cứ như là bắt giống như là bắt con này bỏ vô thì con này nó bay mất đi. Cứ chim đậu không bắt mà bắt chim bay như vậy, cứ thả con chim đậu đó bắt con chim bay như vậy, thì cuối cùng là nó thất thoát cái nhân tài trong cái tập thể của mình. Thì đó là một cái thất bại trong cái sự lãnh đạo, hay là trong một cái đất nước cũng vậy, phải không? Bây giờ mình như là ở đây là ai cũng là đã từng thi qua quốc tịch Mỹ rồi mà, phải không? Khi mà tuyên thệ thì mình cũng tuyên thệ là mình là phải có một cái câu là mình bảo vệ cái đất nước mình đang ở. Thì chỉ có cái người dân trong đất nước đang ở thì mới bảo vệ đất nước đang ở thôi. Không thể mình tuyên thệ nếu như đất nước có vấn đề gì thì mình cầu cứu những nước khác ra đến họ giúp. Mình đang có cầu cứu vậy. Thì một cái đất nước cũng vậy, chỉ có cái người dân trong đất nước thì mới bảo vệ cái đất nước đó thôi. Không thể mà mình cầu một cái đất nước nào ở ngoài bang mà đến bảo vệ cái đất nước của mình. Thì từ một cái lời dạy của Đức Phật đây mà mình suy ra nó rất là nhiều cái thực tế trong cuộc sống. Và cái điều trở lại cái điều tu tập của mình thì mình phải tự lực là chính. Và thứ hai nữa, cái tự lực thì có cái sự phải học
và hiểu. Học ở đây thì để nó phát triển cái trí tuệ của mình. Và phát triển trí tuệ thì nó có hai cách. Thứ nhất là cái phát triển trí tuệ từ bên ngoài, gọi là cái kiến thức. Mình học để mà thu nhập cái kiến thức từ bên ngoài. Thì kiến thức từ bên ngoài này gọi là hữu sư trí, tức là cái trí có thầy dạy. Như bây giờ mà quý học viên mà học đây cũng nghe pháp cũng thu nhập vào, cũng gọi là hữu sư trí. Thì hữu sư trí thì mình nghe để mà mình biết cái phương pháp, mà cái quan trọng là mình thực hành. Mình thực hành mà nó phát ra cái trí tuệ thì cái đó gọi là cái vô sư trí, tức là trí không có thầy. Thì kinh Pháp Hoa, để mà nắm hiểu được kinh Pháp Hoa thì phải cần cái vô sư trí, tức là cần cái sự thực hành, tức là mình dùng cái thức, dùng cái thức phân biệt thì mình chỉ có hiểu thôi mà mình không có đạt được. Muốn đạt được thì phải là cái sự thực hành, cái sự vô sư trí. Hay là nói cái mục đích cuối cùng, tức là đạt được cái chân tâm của mình. Học kinh Pháp Hoa là để thấy được cái tri kiến Phật của mình. Mà tri kiến Phật của mình tức là phải cần cái vô sư trí. Vô sư trí tức là cái trí tuệ tu tập của mình, do cái định lực, cái định tâm của mình mà nó phát ra. Như vậy thì mình mới đạt được cái tri kiến Phật của mình. Còn nếu mà mình phân tích, mình chạy xa, mình theo cái kiến thức của thế gian, gọi là cái thế học, thì mà càng chạy xa, không thể đạt được cái tri kiến Phật của mình. Thì do đó mà Đức Phật từ chối các cái vị Bồ Tát ở các phương khác, mà giao cái việc này cho những Bồ Tát ở tại nơi cõi Ta Bà này. Thì đó là những cái triết lý, những cái ý nghĩa, cái chân lý mà chúng ta học, Đức Phật dạy chúng ta cần phải hiểu những cái chân lý về cái sự và cái lý như vậy. Rồi chúng ta tiếp theo dõi đoạn thứ 3. Các vị Bồ Tát đó từ dưới đất lên đều đến nơi tháp đẹp bảy báu, chỗ của Đức Đa Bảo Như Lai và Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến nơi rồi hướng về hai vị Thế Tôn mà đầu mặt lạy chân Phật, và đến chỗ các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây báu, cũng đều làm lễ đi quanh bên phải ba vòng, chắp tay cung kính dùng các cách ngợi khen của Bồ Tát mà ngợi khen Phật, rồi đứng qua một phía ưa vui chiêm ngưỡng hai đấng Thế Tôn. Từ lúc các vị Bồ Tát do từ dưới đất vọt lên dùng các cách ngợi khen của Bồ Tát mà khen ngợi Phật, thời gian đó trải qua 50 tiểu kiếp. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nín lặng ngồi yên, cùng hàng tứ chúng cũng đều nín lặng 50 tiểu kiếp, do vì sức thần của Phật khiến hàng đại chúng cho là như nửa ngày. Thì cái đoạn này chúng ta thấy là khi mà các hàng Bồ Tát từ dưới đất vọt lên như vậy, rồi chiêm ngưỡng hai Đức Như Lai, dùng các cái bài kệ khen ngợi hai Đức Như Lai, thì Đức Phật vẫn ngồi yên và đại chúng bây giờ cũng ngồi yên lặng, tức là không có nói năng và cũng không có suy nghĩ, không có nói năng, tức là nín lặng. Nín lặng tức là cả cái ngôn ngữ cũng yên lặng và cái tâm cũng yên lặng. Như vậy là ở đây về cái nghĩa, cái sự thì chúng ta đọc qua thì chúng ta hiểu rồi, đúng không? Rất là rõ. Ở đây thì chúng ta còn hiểu cái lý. Cái lý tức là khi mà cái tâm chúng ta mà yên tĩnh như vậy thì bây giờ các cái thiện pháp, các cái diệu dụng nó phát sinh, tức là các vị Bồ Tát phát sinh, tức là những cái thiện pháp trong tâm của mình. Khi tâm của mình mà lăng xăng, mà tán loạn thì những cái thiện pháp nó sẽ ẩn đi, nó sẽ lặng đi. Cho nên là khi mà cái tâm yên
yên lặng, cái tâm vắng lặng như vậy, đi vào cái định, đại định, thì bây giờ cái diệu dụng của cái tâm nó mới phát sinh. Cho nên là cái ý nghĩa là Đức Phật nín lặng như vậy. Và ở đây nói về thời gian cũng vậy, cái thời gian 50 tiểu kiếp, nhưng mà do cái sức thần của Đức Phật thì thấy như là nửa ngày. Thì cái này trước chúng ta cũng đã có trong một cái phẩm ở trước thì cũng nói về cái thời gian, cái thời gian mau hay chậm, đó là cái khái niệm, cái tâm phân biệt của mỗi người. Thật ra thời gian nó không có phải mau, không phải chậm, nhưng mà mau hay là chậm là do cái tâm của mình, đúng không? Nhiều khi mà mình ngồi mình một cái chương trình gì rất là thú vị, hay là một cái bài giảng mà hay, thì mình ngồi mình nghe chút xíu thì mình thấy hết giờ mà. Nhưng mà bài giảng dở thì mình ngồi chắc là cũng hơi lâu quá không? Nhất là mình đợi ai, mình đợi ai thì mình thấy thời gian rất là lâu. Nhưng mà làm bài tập mà nhất là bài thi mà còn 15 phút rồi đánh tiếng khiển rồi để chuẩn bị phải đọc lại vào bài thì mình thấy sao mà nhanh quá cho nó biết. Cho nên là mau chậm là do cái thức của mình phân biệt, còn thời gian chỉ là thời gian. Cho nên là phải dùng cái sức thần của Phật thì đại chúng thấy như là trong nửa ngày thôi thì rất là nhanh, không có cái gì là như là cái tâm mà mình phân biệt thì mình thấy nó mau nó chậm. Đoạn thứ tư: trong chúng Bồ Tát đó có bốn vị đạo sư, một thượng hạnh, hai vô biên hạnh, ba tịnh hạnh, bốn an lập hạnh. Bốn vị Bồ Tát này là bậc thượng thủ xướng đạo sư trong chúng đó. Ở trước đại chúng, bốn vị đồng chắp tay nhìn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà hỏi thăm rằng: thưa Thế Tôn, có được ít bệnh, ít não, an vui luôn chăng? Những người đáng độ thọ giáo có dễ chăng? Chẳng làm cho Đức Thế Tôn mỏi nhọc chăng? Thì bây giờ thì trong chúng Bồ Tát mà từ dưới đất vọt lên thì có bốn vị thượng thủ, tức là bốn vị đạo sư. Một là thượng hạnh, hai là vô biên hạnh, ba là tịnh hạnh, bốn là an lập hạnh. Thì bốn vị Bồ Tát này là thượng thủ trong các vị Bồ Tát mà từ dưới đất vọt lên. Và cái nghĩa thứ hai chúng ta cần hiểu là bốn vị Bồ Tát này cũng chính là bốn vị Bồ Tát trong tâm của chúng ta, đều có cái chữ hạnh. Hạnh nghĩa là thực hành. Khi chúng ta thực hành cái hạnh Bồ Tát mà một cách dũng mãnh thì chúng ta phải đủ bốn cái hạnh. Bốn hạnh thứ nhất là thượng hạnh. Thượng hạnh tức là cái hạnh phải hướng thượng. Chúng ta tu là luôn luôn hướng thiện và hướng thượng. Hướng thượng tức là chúng ta làm cho mình tốt hơn, từ cái xấu trở thành cái tốt, rồi cái tốt trở thành cái tốt hơn. Mình phải chuyển hóa, từ cái phiền não mình chuyển thành bồ đề, từ cái sanh tử mình chuyển thành cái giải thoát, từ cái khổ đau thì mình chuyển thành cái an lạc, và cái cuối cùng là mình chuyển từ phàm thành thánh, tức là phải hướng thượng. Tu là mỗi ngày mình phải đi đến, phải đi lên, cho nên là phải lập cái hạnh, thực hành phải hướng thượng. Thứ hai là vô biên hạnh. Vô biên hạnh tức là phát cái nguyện rộng lớn, mình không phải là phát cái nguyện nó nhỏ nhen, nó hạn hẹp, mà mình phải phát cái nguyện rộng lớn. Cái nguyện rộng lớn như là trong cái tứ hành thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là mình phát cái nguyện mình độ chúng sanh vô biên. Nên là mình phát cái nguyện mình làm lợi ích vô biên, mình phát cái tâm từ mình thương tất cả chúng sanh vô biên, tức là mình phải phát cái tâm rộng lớn. Nhưng mà rộng lớn theo cái chiều hướng tích cực nha, chiều hướng làm thiện làm tốt, trong phải là phát cái tâm rộng lớn là đi chơi nhiều rộng lớn là không được. Mình phải hiểu theo cái hướng thiện và cái hướng tích cực. Và thứ ba là phải tịnh hạnh, tức là phải phát cái hạnh
thực hành cái điều làm cái tâm mình thanh tịnh. Cái tâm mình thanh tịnh tức là phải diệt trừ những cái phiền não. Cái phiền não tức là cái nhiễm ô trong tâm. Bây giờ mình tu là mình phải diệt cái phiền não. Diệt thì diệt từ thô đến tế. Mình diệt mỗi ngày, không phải lần sáng một chiều hay một nay một mai, mà mình phải diệt từ từ để cái tâm mình nó thanh tịnh. Giống như là mình lọc nước, mình lọc nước rồi đến một cái giai đoạn là sau đó là mình lọc nước để cho cái tâm thanh tịnh. Và thứ tư là an lạc hạnh, tức là mình thực hành, mình lập cái hạnh an lạc. Cái hạnh an lạc tức là mình làm như thế nào để cái tâm mình được an lạc. Làm thế nào để tâm an lạc thì mình sẽ liên quan đến cái phẩm vừa rồi mình học an lạc hạnh đó. Nó có bốn cái hạnh để mình được an lạc. Bốn hạnh an lạc, thứ nhất là hành xứ và thân cận xứ. Đại chúng còn nhớ không? Hành xứ tức là cái tâm nhẫn nhục. Mình nhẫn nhục thì cái tâm mình được an lạc. Và cái thân cận xứ, thân cận xứ tức là mình phải gần gũi những cái người như thế nào để mình được an lạc. Tránh những cái người mà quyền thế, những cái người mà nặng về danh về lợi, những cái người làm cái nghề ác thì con làm cái an lạc hạnh. Thì cái hạnh thứ hai là tức là mình không có nói lỗi của người, cũng là đem cái an lạc. Rồi cái hạnh thứ ba trong an lạc hạnh tức là phải trụ nhất thiết pháp không, tức là quán tất cả cái thật tánh của các pháp, tức là các pháp không thì an trụ vào cái pháp không. Và cái hạnh thứ tư tức là phát khởi cái lòng từ bi rộng lớn. Thì đó là bốn cái hạnh an lạc mà vừa rồi trong cái phẩm an lạc hạnh chúng ta học. Thì ở đây cái phần thứ tư là lập an lạc hạnh, tức là chúng ta lập cái hạnh như thế nào để được an lạc. Thì ngoài bốn cái vị Bồ Tát bên ngoài thì trong tâm của chúng ta cũng có đủ bốn cái vị Bồ Tát này. Chúng ta cần phải phát huy, và chúng ta cần phải để cho các ngài phải từ nơi cái đất tâm của mình mà phát ra mạnh mẽ như vậy. Bây giờ là chúng lập đến cái đoạn thứ 6. Cái đoạn thứ 5 chúng ta bỏ qua bởi vì nó cũng không có cái lý gì, không có ẩn cái lý gì, chúng ta chỉ đọc kinh văn là chúng ta hiểu. Cái đoạn thứ 6. Bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát cùng 8.000 hằng hà sa các chúng Bồ Tát đều nghĩ rằng chúng ta từ xưa nhận lại trạng thái chẳng nghe các chúng đại Bồ Tát như thế, từ dưới đất vọt lên đứng trước Đức Thế Tôn, chắp tay cúng dường thăm hỏi Như Lai. Lúc đó ngài Di Lặc đại Bồ Tát biết tâm niệm của 8.000 hằng hà sa chúng Bồ Tát cùng muốn tự giải quyết chỗ nghi của mình, bèn chắp tay hướng về phía Phật nói kệ hỏi rằng. Cái bài kệ này thì chúng ta đọc để chúng ta hiểu được cái câu hỏi của Bồ Tát Văn Thù như thế nào. Vô lượng nghìn muôn ức các Bồ Tát đại chúng từ xưa chưa từng thấy, nguyện đáng lường tốt nói là từ chốn nào đến, do nhân duyên gì nhóm thân lớn đại thần thông, trí huệ chẳng nghĩ bàn, chí niệm kia bền vững, có sức nhẫn nhục lớn, chúng sanh chỗ ưa thấy là từ chốn nào đến. Từ chốn nào đến? Muốn hỏi hàng Bồ Tát đem theo các quyến thuộc số đông không thể lường, như số hằng hà sa, hoặc có đại Bồ Tát đem 6 muôn hằng sa, các đại chúng như thế một lòng cầu Phật đạo. Những đại sư đó thảy 6 muôn hằng hà sa đều đến cúng dường Phật, cùng hộ trì kinh này, đem 5 muôn hằng sa số này hơn số trên, 4 muôn và 3 muôn, 2 muôn đến 1 muôn, 1.100 thảy nhận đến 1 hằng sa, nửa và 3-4 phần, một phần trong ức muôn nghìn muôn na do tha, muôn ức các đệ tử nhận đến đen nửa ức, số đông lại hơn trên 5 muôn đến 1 muôn, 1.100, 5 muôn cùng
10 nhận đến 321, riêng mình không quyến thuộc, ưa thích ở nơi vắng, đều đi đến chỗ Phật, số đây càng hơn trên các đại chúng như thế. Nếu người phát thề đến quá nơi kiếp hằng xa, còn chẳng thể biết được các vị oai đức lớn, chúng Bồ Tát tinh tấn, vì ai đó nói pháp. Những câu này đại chúng nên lưu ý. Giáo hóa cho thành tựu, từ ai đầu phát tâm, xưng dương Phật pháp nào, thọ trì tu kinh gì, tu tập Phật đạo nào. Thì Bồ Tát Văn Thù, xin lỗi Bồ Tát Di Lặc, đưa lên một cái loạt câu hỏi mà nghi ngờ là từ chỗ nào đến, rồi ai vì đó nói pháp, tức là ai nói pháp cho những vị đó, giáo hóa cho các vị đó thành tựu, từ ai mà các vị đó đầu tiên phát tâm, rồi các cái vị đó xưng dương Phật pháp nào, thọ trì tu kinh gì, tu tập Phật đạo nào. Tức là ngài Di Lặc là nghi ngờ như vậy. Rồi cái trang 399 chúng ta lược bớt bởi vì nó dài quá. Cái câu thứ tư: cõi nước cũ kia ở, con thường qua các nước chưa từng thấy chúng này, con ở trong chúng đây, bèn chẳng quen một người. Tức là Bồ Tát Di Lặc cũng đã từng đi nước này, nước cõi nước này, cõi nước kia, nhưng mà cũng chưa từng thấy chúng này, mà trong đó cũng không có quen một người nào hết. Thì đây là chúng ta biết là Bồ Tát Di Lặc là tượng trưng cho thức, ở trong cái phóng tự mà chúng ta cũng đã học, còn nhớ không? Bồ Tát Văn Thù là tượng trưng cho cái vô sư trí, còn Bồ Tát Di Lặc là tượng trưng cho thức. Thức cho nên là thức là hay phân biệt đúng sai, là phải có cái nguyên nhân, phải có cái kết quả, phải có cái tâm mà suy nghĩ phân biệt. Cho nên là Bồ Tát Di Lặc là tượng trưng cho cái thức, cho nên luôn luôn có cái sự nghi ngờ và hỏi. Bây giờ thì đại chúng lật trang 400, phần thứ 8. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát: Hay thay A Dật Đa bèn có thể hỏi Phật việc lớn như thế, các ông phải chung một lòng, mặc giáp tinh tấn, phát ý bền vững. Nay Đức Như Lai muốn hiển phát tiên bày trí huệ của các đức Phật, sức thần thông tự tài của các đức Phật, sức sư tử mạnh nhân của các đức Phật, sức oai thế mạnh lớn của các đức Phật. Thì ở đây là chúng ta thấy là từ cái đoạn này trở về sau thì Đức Phật hiển bày về cái diệu dụng của cái Phật pháp. Cho nên cái đoạn này cũng kinh Pháp Hoa thì chúng ta hiểu là cái căn bản là gồm có hai phần, tức là tích môn và bản môn và tích môn. Bản môn tức là nói về những cái pháp nó thuộc về cái bản thể. Bản thể thì nó về cái gọi là cái bản môn, là cái bản thể, nó không có cái dấu vết, không có cái dấu tích để lại. Còn từ cái phẩm này trở về sau, cái phẩm thứ 15 này trở về sau thì nói về cái tích môn, tức là để lại cái dấu tích, để lại cái phương pháp tu tập, gọi là cái tích môn. Và do đó cho nên là Đức Phật nói là bây giờ thì Đức Phật sẽ nói về cái trí huệ, cái thần thông tự tài của các đức Phật. Chúng ta theo dõi đến đoạn thứ 9. Khi Đức Thế Tôn nói kệ đó, bảo ngài Di Lặc Bồ Tát: Nay ta ở trong đại chúng tuyên bảo các ông A Dật Đa, các hàng đại Bồ Tát vô lượng vô số A Tăng Kỳ từ dưới đất vọt ra, mà các ông từ xưa chưa từng thấy đó. Chính ta ở cõi Ta Bà, lúc đặng vô thượng chánh đặng chánh giác rồi, giáo hóa chỉ dẫn các Bồ Tát đó, điều phục tâm kia, khiến phát đạo tâm. Các vị Bồ Tát đó ở dưới cõi Ta Bà, cõi đó trụ dự hư không,
trong các kinh điển đọc tụng thông lệ, suy gẫm rõ hiểu nghĩ tưởng chân chánh A Dật Đa, các thiền nam từ đó chẳng thích ở trong chúng nhiều nói bàn, thường ưa ở chỗ vắng siêng tu tinh tấn, chưa từng thôi dứt cũng chẳng nương tựa trời người mà ở, thường ham trí huệ sâu không có chướng ngại, cũng thường ham nơi pháp của Đức Phật, chuyên lòng tinh tấn cầu huệ vô thượng. Thì khi Bồ Tát Văn Thù hỏi những cái vị Bồ Tát này là ai giáo hóa, từ đâu mà phát tâm, thì đến đây thì Đức Phật trả lời cho Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc còn có tên khác là A Dật Đa. A Dật Đa tức là tên khác của Bồ Tát Di Lặc. Thì Đức Phật khẳng định rằng những cái vị Bồ Tát này là do ta giáo hóa ở nơi cõi Ta Bà này. Và những cái vị Bồ Tát này thì tuy là ở dưới cái cõi Ta Bà nhưng mà luôn trụ dự hư không. Tức là đây là cái tâm vô trụ chấp. Tức là cái tâm mà mặc dù ở trong tâm của chúng ta, nhưng mà trong tâm chúng ta có cái tâm về vô trước, tức là cái tâm không chấp thủ. Cho nên là ở trong cái thế giới này, mặc dù ở thế giới này nhưng mà không có trụ chấp, giống như là hoa sen, giống như hoa sen hay là lá sen mà không có nhiễm, không có nhiễm bùn. Lá sen cũng vậy, chúng ta đổ nước thì nó sẽ trượt đi, nó không có nhiễm. Đó là cái tâm là không chấp thủ, cái tâm không có vướng mắc. Cho nên là cái ý nghĩa đó gọi là cái cõi đó trụ dự hư không. Sở dĩ chúng ta đau khổ hay là chúng ta sanh cõi này thì chúng ta đụng đâu là dính mắc đó, phải không? Chúng ta là đụng đâu là dính mắc đó, do đó mà chúng ta mới bị bám ở cõi Ta Bà này, bị trói buộc, tức là mình không giải thoát được mà bị trói buộc là do mình không có trụ dự hư không. Còn cái tâm mà trụ hư không tức là cái tâm vô trước, như vậy thì đó là cái tâm Bồ Tát mới được giải thoát. Rồi là không có nhiều nói bàn, rồi ưa ở chỗ vắng, rồi tinh tấn chẳng nương trời người mà ở, tức là không có ham những cái phước báo hữu lậu, cái phước báo hữu lậu của cõi trời cõi người, tức là được làm giàu có, rồi được làm quan làm tướng. Thì như Bồ Tát là không có cầu cái phước báo hữu lậu đó, cho nên là chẳng nương tựa trời người mà ở, là cái ý nghĩa như vậy, mà chỉ cầu cái huệ vô thượng, tức là cầu được cái sự giải thoát, được cái nhất thường, tức là rốt ráo được cái vô thường trên đàn chánh giác. Rồi ở cái đoạn sau thì Bồ Tát Di Lặc tiếp tục thỉnh Đức Phật. Ở trong cái đoạn thứ 10 thì Bồ Tát Di Lặc thưa Đức Phật và giải thích như thế nào. Bởi vì Đức Phật, theo Đức Phật lịch sử thì từ khi mà thành đạo ở thành Già Gia, tức là Bồ Đề Đạo Tràng Bóc Ca Gia bây giờ, thì chưa bao lâu, đến nay thì chỉ có 45 năm, tức là Đức Phật mình tính theo lịch sử là Đức Phật thành đạo ở dưới cội Bồ Đề là lúc 35 tuổi, cho đến khi mà ngài gần Niết Bàn 80 tuổi ngài mới nói kinh Pháp Hoa, thì thời gian đó mới 40 mấy năm. Mà bây giờ là những cái vị Bồ Tát đông như vậy, cho nên là đối với các cái vị đại Bồ Tát thì luôn luôn tin Đức Phật, là Đức Phật không bao giờ là nói những lời hư dối. Nhưng mà đối với các cái bậc Bồ Tát mà sơ phát tâm như vậy, là khởi cái tâm nghi, và khởi cái tâm nghi như vậy thì sẽ hủy báng, cho nên là sẽ rơi vào cái tội lỗi. Do đó mà Bồ Tát Văn Thù thỉnh Đức Phật là giải thích cái mối nghi này. Thì giải thích cái mối nghi này thì có lẽ là qua cái phẩm sau thì giải thích như thế nào thì chúng ta sẽ rõ. Còn nơi đây thì ở cái đoạn này thì Bồ Tát Di Lặc là đại diện cho các vị Bồ Tát thư hỏi Đức Phật để mà giải quyết cái mối nghi này. Bởi vì cái việc này rất là khó tin, giống như là cha trẻ mà con già, giống như một cái người trẻ mới 25 tuổi mà chỉ cái người 100 tuổi nói đó là con của ta, ta đã sinh ra
Và cái người trong tuổi đó cũng nói đây là cha ta đẻ nuôi ta từ nhỏ tới giờ. Đại chúng mình đã đọc kinh Pháp Hoa rồi, đã nhớ cái đoạn này phải không? Giờ chúng ta đọc thêm nữa thì chúng ta thấy là cái điều này rất là khó tin. Do đó mà Bồ Tát Văn Thù là thưa Đức Phật giải thích để giải tỏ cái mối nghi cho cái hàng Bồ Tát mới phát tâm. Thì giải thích như thế nào thì cái qua cái phẩm sau thì chúng ta sẽ biết Đức Phật giải thích. Còn cái phẩm này thì chỉ có dừng ngang đây. Thì qua cái phẩm này thì chúng ta hãy nhớ những cái ý chính, những cái bài học chính. Đó là thứ nhất là chúng ta hiểu chung quanh chúng ta luôn có chư Phật và Bồ Tát ở mười phương. Có khi là từ trên không trung các ngài giáng xuống, có khi là từ dưới đất các ngài vọt lên, hay là từ ở bên đông đi đến hay bên tây đi lại, thì chúng ta luôn luôn là sống ở giữa mười phương các Đức Phật. Chúng ta có cái niềm tin như vậy. Và thứ hai là chúng ta biết là trong tâm của chúng ta đầy đủ các cái diệu dụng, đầy đủ cái tâm thiện. Và cái tâm thiện này là chúng ta phải cần phát huy ra một cách mạnh mẽ, giống như các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên như vậy, thì mới lợi ích cho mình và lợi ích cho người. Đúng nghĩa là mình học Pháp Hoa và thực hành kinh Pháp Hoa, tức là phải làm lợi ích. Và điều thứ ba, chúng ta tin là cái sức mạnh, cần phải có cái tự tin về cái sức mạnh nội tại. Thứ nhất là chính mỗi người phải có cái sức mạnh từ bên trong, giống như là một cái triết lý của cái trứng gà. Chúng ta biết cái triết lý của trứng gà không? Cái triết lý của trứng gà tức là gà mình nó phá vỡ từ bên trong ra thì đó là một cái sự sống, một cái sự sinh sôi nảy nở. Còn mà trứng gà mà phá vỡ từ bên ngoài vô thì trứng gà chết, phải không? Trứng gà chỉ là cái món ăn cho người khác thôi. Cho nên trứng gà thì con gà con từ trong cái trứng nó phải phá vỡ cái trứng. Như vậy thì nó phải có cái sức mạnh từ bên trong ra, thì sức mạnh đó là sức mạnh diệu dụng. Và con gà mà khi mình nó phá cái vỏ trứng nó ra bên ngoài được thì nó mới có cái sự sinh sôi nảy nở, tiếp tục sinh sản con gà. Mà còn cái trứng gà mà từ bên ngoài để cho người ta phá vỡ vô thì con trứng gà đó là thuộc về gà chết. Thì chúng ta cũng vậy, cần phải phát huy cái nội lực của mình, cái tiềm năng của cái tập thể cũng vậy. Tức là mình phải phát huy cái khả năng về cái chính mình, và rộng hơn nữa là trong gia đình hay tập thể. Mình nói thì không phải là mình là cái vị chính trị gia cái gì, nhưng mà cái triết lý của Đức Phật được áp dụng hết tất cả mọi tầng lớp. Các cái chính trị gia, các cái nhà lãnh đạo cũng áp dụng cái kinh tụng địa dụng xuất này, tức là phải dùng sức mạnh, cái tiềm năng của cái tập thể, là sức mạnh gọi là sức mạnh của lòng dân, phải đắc nhân tâm, mình phải phát huy. Nhất là mình dạy con dạy cái gì mình phải khen nó để nó phải phát huy cái khả năng của nó. Còn mình mà mình dập tắt nó, mình không cho nó cơ hội phát huy thì đó là cái sự thất bại. Thì đó là cái ý nghĩa của phẩm tụng địa dụng xuất. Đại chúng có thắc mắc gì không? Và chúng ta cũng hết giờ rồi. Chúng ta như có thể phần sau thầy đi đọc. Có thể phần sau con hỏi. Dạ, yeah. Có gì từng sau hỏi hả? Giờ cũng hết giờ rồi. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tâm càng đệ tử và chúng sanh đều trong hành công đức.